Em muốn chuyện kể mọi người nghe. Thôi đừng kể, bớt kể thì gọi là tắt nhau. Hai chương trình kiểu giống như là nó cấp cho em xong mà kiểu làm bộ than vãn mà kiểu cao léo á. Mà kêu là trời ơi sao tiết tóc lâu quá, chứ ăn sáng tuổi này giờ không biết làm sao. Em phải bắt bụng, em mở miệng, em phải nói là chút xíu mời mấy cấp ăn sáng á mọi người. Mọi người thấy mấy cấp chương trình quỷ ma mọi người. Không hề luôn. Đặt một quán ở Khè nha, một bàn nha. Một kinh giả, một kinh giả. Khè có đầm nha. Ok luôn. Không em lắm. Khè là ăn tối rồi. Cô hiểu không? Là chị thấy mỗi cái bắp khoa cái gì hết. Ai cho mày cắt tóc nó vậy đi.
Không, chưa lấy cho nó. Trời ơi chị, ủa sao vậy? Chú giận á, phá tên. Trời ơi, câu nó đè để gì hả? Mày thấy không? Mày đã hồ, mày thấy lệnh giác bay ra là mày không tỉnh tác đâu. Nghe chưa, nghe chưa. Dạ, cho em hỏi bộ đồ này của ai? Bự dao, nhỏ nhỏ gì? Cái mày tới bữa hôm nay của ba rồi nó dài rồi nó bự dao nó hót chứ. À, để nói lên. Có cầm. Không dài thế đâu. Điện dài không? Điện dài không? Điện dài không? Điện đó là chúng ta chuẩn bị tự do. Đây là chuẩn bị tự do. Đây là chuẩn bị tự do. Đây chìm xuống rồi. Không phải. Hai bên đây này. Bên này qua bên này. Tao mày lùn nhất đám đó mày nói. Có thể lùn nhưng mà phụ tùng mày lùn. Thắt đi, thắt cho nó đi. Rồi lùn đáng chịu. Đầu tao đã tư vấn rồi đó. Thắt đi. Ờ thắt tiếp nha. Rồi gọi cho người ra ra. Ờ. Đi ra ngoài lấy một quả. Nó chắc xong rồi nó quăng quăng ở trong đó nó ấy đùa. Mày kéo nó ra. Dịch vụ đây tốt nha mọi người. Mà chưa làm tóc cho mày nó mệt chưa? Như là đang spa lần đầu ấy. Có cảm giác là em đang vô một cái spa rất là sang trọng luôn. Dịch vụ rất là tốt mọi người. Nghĩ sắp hết chừng tao mới coi đi. Đổi phê. Em mà không may là làm cuối cùng á, em mà làm đầu tiên trong hả? Không phải đâu, là tại vì makeup trưởng yêu cầu như vậy á mọi người. Coi không? Ok. Chú bà là phần và sao sao. Ok. Mọi người ơi, mọi người chút xíu mọi người sẽ thấy ba con sau cái đầu em nha mọi người. Một con sau. Hai con sau. Quốc Anh, anh đừng có ấp cái thằng lệ của em đây, vũ của anh em. Anh thấy có cái khẩu trang em thôi à. Ừ. Thật sự luôn mọi người, dịch vụ đây rất là tốt mọi người. Tôi cho chị hai giây chị cãi cái mắt cho nó xíu. Mắt của nó phải cãi ít bữa nè. Nè. Tiếp tục nhắm mắt. Ừ. Lần sau em có make up cho nó. Ủa không, lần sau không có mày. Ừ. Luôn. Mày là võ luôn. Mày mắt bé lắm. Sáng em đang ngủ 6 giờ luôn gọi vậy. Hello anh. Chị ơi, chị nhớ đây đi làm. Mày em. Để cũng như chồng thôi tôi chửi. Chị chửi quá nữa, chứ quá nhiều ngọn rồi đâu. Chị chửi quá nữa. Chị chửi quá nữa. Một từ giống hồi nãy như cái chị ra nó chị kêu là anh phải anh mày vô cái gì đó. Kiểu ba người đọc cái mặt của nó. Vô. Có sự đồng hào rồi. Vô. Alex vô mày lắm. Đây à. Vô với góc rồi. Vô. Rất nhiều phòng trống. Vô. Chuyện rất
trời. Lấy ăn sáng em mời. Nè. Kêu quá trời. Cái anh mà